Quý vị và các bạn thân mến, bếp từ hẳn đã không còn xa lạ gì đối với chúng ta. Việc có một chiếc bếp từ đơn trong gia đình đã rất phổ biến. Thường thì chúng ta hay sử dụng bếp từ đơn này trong việc nấu lẩu hay cấp cứu trong trường hợp bị hết ga. Và Ngọc Trang biết rằng có rất nhiều chị em phụ nữ mong muốn có một chiếc bếp từ đôi để nấu ăn được nhanh chóng và tiện lợi hơn. Tuy nhiên giá cả của một chiếc bếp từ đôi ở ngoài thị trường lại khá cao, chưa kể việc lắp đặt khá cầu kỳ và tốn kém. Vì vậy nhiều chị em chưa sẵn sàng cho việc thay đổi. Và để giải quyết tất cả những vấn đề này, ngày hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm hiếm gặp trên thị trường, đó chính là bếp từ đôi nhưng giá cả lại vô cùng hợp lý, lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường đến từ thương hiệu Golsan. Và ngay bây giờ hãy cùng Ngọc Trang khám phá sản phẩm độc đáo này nhé. Với hình dáng tương tự một chiếc bếp ga để bàn, bếp từ đôi Golsan kiểu nổi rất hiện đại, đáp ứng được những yêu cầu quan trọng: nhanh chóng, tiện lợi, an toàn, không ô nhiễm, thiết kế hiện đại sang trọng, giá bình dân, bảo hành 2 năm, đổi trả cho khách hàng trong vòng 7 ngày sau khi nhận được sản phẩm. Để chứng minh 4 ưu điểm nổi trội này của bếp từ đôi Golsan, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những so sánh sau đây. Chúng ta cho 1 lít nước vào cùng một loại nồi đun trên 3 loại bếp: bếp ga, bếp hồng ngoại và bếp từ Golsan. Kết quả cho thấy để đun cùng một lượng nước, bếp hồng ngoại cần 9 phút, bếp ga cần 8 phút, bếp từ Golsan chỉ mất có 4 phút mà thôi. Như vậy sử dụng bếp từ Golsan, bạn chỉ mất thời gian bằng một nửa các loại bếp khác. Bếp có 2 mâm nhiệt, sử dụng cuộn từ lớn cho công suất là 2000W và 1500W, gấp đôi tiện ích, mang lại hiệu quả và thời gian nấu nướng nhanh nhất. Bếp từ Golsan không sinh ra bất kỳ loại khí độc hại nào, không tạo CO2, không bắt lửa ra ngoài, rất thân thiện với môi trường. Bếp sử dụng điện 220V, thiết kế tối ưu với mạch bảo vệ điện tử rất an toàn cho người sử dụng. Trong quá trình đun vì nhiễm từ nồi nóng chứ không phải bếp sinh nhiệt mà nóng, vì thế mà khi đặt tay lên mặt bếp sẽ không bị nóng dù bếp đang ở nhiệt độ cao nhất. Phù hợp với thời tiết nóng nực vì không sinh ra nhiệt trong quá trình đun nấu, phù hợp với các gia đình có diện tích sinh hoạt nhỏ. Bếp từ Golsan kiểu nổi giúp bạn có thể dễ dàng sử dụng ngay, không cần lắp đặt. Sang trọng với mặt bếp làm từ kính ceramic sáng bóng, bền, chịu lực và chịu được nhiệt độ cao. Vỏ bếp làm từ nhựa PP ép nguyên khối cùng với các gân tăng cứng tạo cho bếp có kết cấu vững chắc, chịu được tải trọng lớn. Linh kiện điện tử cao cấp, đạt chứng chỉ CE xuất khẩu vào thị trường châu Âu, đảm bảo bếp vận hành hiệu quả, tuổi thọ cao. Sản phẩm được đặt hàng theo tiêu chuẩn và kiểm soát chất lượng của Golsan, được tặng thêm 1 năm bảo hành, nâng tổng thời gian bảo hành lên 2 năm tại nhà máy sản xuất đồ gia dụng Golsan. Với đặc tính cái nồi thì khi đã sở hữu một bếp từ đôi, người nội trợ sẽ phải đau đầu tìm những sản phẩm nồi chảo dùng được trên bếp từ. Tuy nhiên, khi mua bếp từ đôi của Golsan thì bạn sẽ được cung cấp giải pháp đồng bộ cho nồi, chảo và bếp, với quà tặng kèm theo là một bộ nồi chảo dùng tốt nhất trên bếp từ với đầy đủ tính năng xào nấu thường dùng hàng ngày. Đó là một xông đường kính 16cm phù hợp để nấu mì mỗi sáng, nấu cháo hay nấu bột, một nồi đường kính 18cm phù hợp cho các món ăn mặn như là diêm thịt, sốt cá hay om đậu, một nồi luộc đường kính 24cm dùng để luộc rau, luộc thịt hay nấu canh, và đặc biệt là một chiếc chảo rán cỡ 24cm chống dính Teflon chất lượng số 1 đến từ DuPont của Mỹ sẽ giúp bạn thỏa thích chế biến các món xào, rán mà không cần dùng đến nhiều dầu mỡ, rất tốt cho sức khỏe và tim mạch của cả gia đình. Và Ngọc Trang tin chắc rằng là bạn sẽ không thể tìm trên thị trường tròn bộ sản phẩm bếp từ và nồi chảo với mức giá cực kỳ hấp dẫn như thế này, chỉ với 3.490.000 đồng. Xin nhắc lại, chỉ với 3.490.000 đồng, bạn đã làm nên một cuộc cách mạng trong nấu ăn tại gian bếp của mình với thời gian nấu cực nhanh, tiết kiệm và không hề khói bụi hay khí thải. Chưa bao giờ việc nấu ăn lại đơn giản và thoải mái đến vậy. Không những thế, đến với Golsan là bạn đã đến với một thế giới nồi chảo dùng tốt trên bếp từ với đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, kích thước đáp ứng mọi nhu cầu nấu nướng. Thật tiện lợi phải không quý vị và các bạn? Nếu như bếp từ ngoại nhập có giá từ 18 đến 20 triệu, thậm chí là cao hơn, thì với chi phí chỉ bằng 1/4 là 3.490.000 đồng là bạn đã sở hữu ngay sản phẩm bếp từ đôi Golsan cùng với sản phẩm khuyến mại là bộ 3 nồi và 1 chảo với đầy đủ tính năng xào nấu các món ăn hàng ngày dùng tốt nhất cho bếp từ. Golsan là nhà sản xuất và cung cấp hàng đầu về các sản phẩm nồi chảo dùng trên bếp từ với đầy đủ và đa dạng các tính năng, kiểu dáng, kích thước, mẫu mã, chất liệu nhôm, inox, đáp ứng mọi nhu cầu về mua sắm đồ nấu bếp của quý khách hàng. Hãy đến showroom Golsan trên toàn quốc để lựa chọn những sản phẩm mà bạn yêu thích. Quý vị và các bạn thân mến, Golsan là một thương hiệu gia dụng uy tín, một thương hiệu có trách nhiệm khi mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao, tiện dụng mà mẫu mã lại rất thời trang và hiện đại. Sản phẩm bếp từ đôi Golsan là một sản phẩm như vậy. Khi mua sản phẩm bếp từ đôi Golsan, bạn sẽ được tặng ngay chọn bộ nồi chảo với đầy đủ các tính năng xào nấu nướng dùng hàng ngày, dùng tốt nhất trên bếp từ.
Còn chần chừ gì nữa mà không gọi ngay cho chúng tôi để sở hữu sản phẩm hữu ích với mức giá và quà tặng vô cùng hấp dẫn. Gonsan, sản phẩm tiện ích, cuộc sống tiện nghi.